Hôm nay nhà mình ăn cơm với cá. Cá gô. Hôm bữa mình ăn cá gô bí, hôm nay mình ăn cá gô bự hơn xíu. Cái này cái gì, cá bóng dừa, Dạ, cá bóng dừa. xin chào, Cá bóng dừa này có trứng. Cá bóng dừa này thì lúc mình mua thì mình có nhờ người ta lăn cái dãy hết trơn này. Chà. già chứ lăn gì. Bỏ vô cái túi lưới á. Đẩy cái là nó trơn. Cá bóng là con dừa mà kìa, mà cá bóng trứng. Mưa nè, Còn chốt thì đang đi hái rau vòng 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 ở vườn á, mình sẽ luộc, còn cá thì mình sẽ chiên. Đó, hôm nay mình sẽ ăn cá chiên và rau luộc. Còn mình thì bây giờ mình sẽ làm lại cái bánh tiêu nè. Hôm bữa mình làm nó chiên nó không ngon, tức quá hôm nay mình làm lại. Bột nãy mình đang ngào, giờ mình đang ủ nè. Bây giờ mình sẽ để cho nó đủ giờ xem. Cà hôm nay có trái nhiều rồi nè, bắt đầu ra trái quá trời luôn nè. Cái chỗ này khúc này em giúp mình be cái đất ruộng á, nên nó cho nên nó đất nó tốt. Chỗ Cà này mình không có tưới phân gì cho các bạn. Trồng tự nhiên. Hai trái đã ăn được rồi đó. Cắt hai trái đó luôn đi chút. Đó. Dạ. Để nó già. Ha, để bự nữa không? Bự nữa đi. À, còn vậy còn Chưa, nhỏ chưa. chưa Cái chiến mà. Mai mốt nữa. à, các bạn thấy trái quá trời không? Mình không có tưới phân là trái vậy là đạt rồi. Mình trồng cây chứ trái nhiều lắm á. Bạn thấy mấy cây cóc, cây ớt, cây mít gì mình trồng không? Trái bao bao la luôn. Ra vườn một xíu là có một gỗ rau, còn mấy trái cà nữa được. Ủa, mà không thấy rồi, lấy cách đó chút. Có con này nè, lộn xộn này nè, rồi hái thêm. Không, hồi trong trời nắng nắng vậy mà hái vô chút xíu nó héo liền ha. Trong đây mình có rau dền nè, rau muống, lá cát, ngà voi, ôi lá cách, rồi mùng tơi, sâu đắng, lá cách, đủ thứ rau. Để một kiếm ngồi 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 gai về trồng lại cái nữa. Cái 30 nó bán mà nó lại nhiều hơn. Cái bóng này mình sẽ kho, còn cái gô mình chiên. Cái mình luộc rau mình ăn là xong bữa cơm. Đường trước để chút xíu để nước mắm vô rồi kho khô lại là cá nó cứng ngắt. Cá nó cứng xe luôn không? Cá nó cứng với cứng ngắt là khỏi ăn á. Khỏi ăn luôn. Này mình ướp nước màu với ướp đường, ướp tí xíu rồi cái bóng nó trắng tươi luôn các bạn, như cái bóng cát luôn à. Nó không vừa trắng như cái bóng cát luôn. Đó chứ nếu mà cạo giải rồi cái cạo lại có bóng dừa ai đâu cạo giải. Mình chà hồi xưa có đó đâu cạo không à, mày đây mày không có túi lưới mà lấy túi mày bào rồi mày mà chà cũng ra nữa. Mình để nước mắm vô để cho nó thấm hết đường nó trong con cá. Giờ ốp đợi mẹ mần mấy cái gô nó xong rồi đó. Lần này mình làm lại cái bánh tiêu nè các bạn, chiên rất là đẹp, đẹp là hơn lần trước mình làm, nhưng mà mấy cái được mấy cái tại mình lấy cái, lần này mình lấy cái nồi nhỏ hơn xíu, mình chiên cái mình canh lửa nó không đều cho nên các bạn thấy có cái mình chiên nó hơi quá lửa nè, có những cái chiên bị chai luôn nè, có mấy cái bánh chiên nó đủ thứ lửa hết trơn. Còn những cái này đẹp nè, mình để trên mặt cho các bạn xem này. Còn những cái này thì chiên nó quá lửa quá sao nó không có nổi luôn. Còn những cái này đây, những cái này thì không nổi. Còn những cái chiên được bốn cái đẹp. Còn những cái này thì xấu quá, nó không nổi luôn. Để mình ăn cái bánh này cho các bạn xem thử đẹp nhỉ không, như màu sắc thì cũng
tương đối được, nhưng mà không bằng người ta bán ở ngoài chợ thôi. Bán ngoài chợ ta có bí quyết riêng là mình không biết. Đây làm ăn vậy là khéo rồi. Làm ăn vậy là ở nhà là ok rồi ha. Nãy giờ trong khi mình chiên cái bánh tiêu thì dì chút chốt cái chiên cá với kho cá xong rồi nè. Giờ mình chỉ cần mình luộc rau nữa là mình ăn cơm. Ôi ui quá xác. Cà nãy mình tính luộc các bạn, xong rồi suy nghĩ lại thôi mình chiên đi, chiên chung với cá, chiên mà còn sót nè, còn sót miếng luộc nè. Cá chiên mình xen với nước mắm, tỏi ớt, đây, nhìn thấy là thấy thèm mà. Chảy nước miếng liền. Trời ơi, chốt làm kiểu ai vậy à? Trưng bày với cá chiên quá ha. Cá kho, cá bóng. Cá bóng dừa, trứng, kho tiêu. Cái dạ. Rồi. Hôm nay mình làm bữa cơm rất là đơn giản, kho khô, rau luộc, cá chiên, xong rồi mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Ba món, bốn món chứ bộ. Nhiều lắm. Đó. Còn món tráng miệng nữa kìa. Món bánh tiêu còn. Món bánh tiêu. Cái được cái không? Ăn lưng lưng nha. Rồi, đúng rồi, ăn vừa vừa là ăn đó nha. Mẹ này là sao dưới đâu đây phải không? Chốt luộc rau ngon quá ta. Xanh nước nè. Khỏi chấm. Dừa dặn luôn. Bỏ muối ngọt ngọt không ngon, công nhận chút được cái nghề này ngon. Người đó là nữa làm mọi dâu ngồi vợ xưa rồi về mọi dâu hả? Mọi dâu một câu mắt tròn thử hồi đó có bầu Tuấn nè, đang mang bầu mới cấm bầu, mơ ước con mắt bồ câu, lỗ mũi dọc dừa, miệng con gái đó nha. Cái miệng, đẹp không hả? Cái miệng giống cha, cái lỗ mũi giống mẹ. Mơ đẹp không? Mơ đẹp không mà không cần. Lỗ mũi giống gì? Giống ông già hàng khóm, móm. Phải rồi. Chê em kia móm biết sao để ra mất thân đậu. Ổng á. Cha nó không phải chê làm gì, cha con giận cái chú thới thới nó còn mà đông á, chú thới không biết làm gì cha giận rồi cha ghét rồi thôi rồi để trời ơi không nó mệt nhân ghét gì đã cái ghen cái cách ghen cái ghen trong người mà. Mà bên nội bên ngoại bên nội ai cũng mớm nha, mà mớm dừa mà mớm ơi thôi mà mình con là mớm tòm ai cũng nói con giống dừa. Giống ghê hả? Một cái tràm mặt giống giống nha. Trời ơi, giống bên nội, giống cô mà. Mấy người cô kìa. Này, cô cũng mớm hả? Mớm không á. Bên nội cũng mớm nha. Cô mớm nha. Ông già, ông đó cũng... Ở không có ai gì. Chú đâu có lớn tuổi nhiều đâu. Nhỏ hơn cha con mà. Năm nuôi mà. Con. Hả? Con năm nuôi mà. Thấy người quên. Năm nuôi mà. Đúng rồi. Trời, con. Đúng đó. Mà nhỏ nhiều mà con hên cái không có đứa này á. Đứa gì? Đứa này mà nhớ cái tên nhớ đó. Cái này là nó vô quá trời rồi này đúng không? Đúng rồi sao con nhớ hay vậy. Nhớ. Mất tiêu cái cạn cái trên không? Có ngâm đi bán số đó. Cắn cái bánh đít hết rồi vậy đó, không cái chó. Năm
Long đó bán số à, hình như hồi Long đó bán tiêu à. Có à, bán bánh nữa. Dạ anh Long tiêu lâu quá không gặp anh. Bán kem, cà lem á, cà lem á. Con chạy bánh nít rồi hết tính hết cái rồi. Không đưa à, hồi đó. Đâu đâu dữ vậy? Hồi còn trẻ đâu có dữ dạ, nếu là ông già cũng đưa dữ. Mẹ con nè, nó già cũng đưa ra nè. Không biết. Mình cứng lắm anh. Hồi đó già lắm anh. Ôi, mỗi ngày cắn cầm mà dữ rồi ha. Cắn lớn đừng có nói rõ. Như khác để ta đừng. Ta ghét gì? Ghét cái gì? Không phải là nói người ta mớm ghét tại vì á không biết làm gì chỉnh ý hay gì á rồi cha con ghét chứ không phải là đó là ghét nhà Châu Nhân Phát rồi đi. Nhìn nó hoài Lưu Đức Hòa đâu ghét với mình. Nhưng mà bữa cơm tâm vui nè, có không? Có gấu, có mèo. Gấu, có heo. Ủa, còn muốn sẵn thay không? Lộn hầm đó mà. Lộn hết. Hết. Mới ăn qua mà. Rồi ăn sáng rồi. Là nhờ vô quán nhậu mẹ ở nhà ăn mẹ đi ăn luôn 100 ngàn nó mua tận chục cái đậu với 20 hộp hộp vịt vô có 4 cái hộp vịt luộc 73 ha cái nằm mắm chua nè dầm nè bầu cái sắt luộc nè. Em dĩa ăn dĩa vậy chứ đâu tới trái đâu 100 ngàn nó cũng có lợi. Bán phải có dài mới có thế rồi có tiền công nhân tiền ấy đủ thứ bữa đi ra quanh khu du lịch chắc nói đây đặc sản của em là cá tự tượng chiên chù nó chở nhà anh Hồ em ơi. Mình mặc nó anh thở chết. Ở Cần Thơ có nhiều món ăn độc lạ lắm. Nó có cái giải phố nào mà phố mà dịch tốt trao rồi ha. Ngon cực kì luôn. Bữa nay mình đỡ cho luộc ngon ha. Theo cà chiên phải chắc ăn cà chiên à. Nó ngọt hơn cà chiên rồi ấy. Cà nướng thì cũng không phải. Mẹ cũng mê dữ lắm luôn á. Ừ. Thà ăn lại nữa. Ba trái cà hôm qua là 10 ngàn á. Hôm qua nó nướng vô bọc vô cái bọc kìa 10 ngàn. Đó hôm qua làm cũng bộn. Thứ gần cá. Thế là nó mình nướng hay gì? Nướng có anh đốt lửa hang để ngồi nướng đó, gửi lộp nha. Nướng đó luôn hả? Ừ. Rồi ta mua lại về ăn cơm á hả? Ừ, thì chế một chiếc chút mỡ hành cái thịt miếng nước tương vô cái bọc kia. Vậy là mình trồng cà lần này là mình làm chút. Làm đi. Nghe mẹ cái gì rồi, cũng có mẹ chứ mà không thấy đâu chứ. Không có. Nói chuyện mình ở đây làm. Rồi. Thì nói vậy á. Chứ không phải mình nói thiệt. Nói gì hả? Nói mà không làm hả? Ừ. Chứ cà thì có rồi á. Cà thì có rồi. Không mà làm được à, thì chút làm được à. Tép một vàng rồi sổ một ngượng bệnh bệnh á. Ừ. Giờ bữa nó hay cắt rau à, ráng tới rau mà nó có bông nó tàn luôn rồi. Ủa người bán được nhiêu rồi ta? Không biết nữa, hôm đó anh chưa gặp. Chưa gặp hả? Ừ. Thôi để năm sau lấy tiêu. Tao nói mẹ quên. Bữa hổm nói thôi để ra chiều cắt. Xuống cho đồ rồi nói để chiều cắt. Thôi không cắt là... Rồi có quên nữa không, bữa ngày đó nghỉ chủ nhật thì mẹ cắt mà quyết định mà. Có đi bán mà hàng ngày chứ quên. À, giỡn kìa. Wow. Giỡn hồi qua đau cái quạo nha. Nóng lên đụ le lửa lắm. Nay quen rồi, nay giỡn rồi. Chỗ lớn quá, chỗ điếc câu tay ta chân à.
nhỏ xíu mà đưa cái mỏ được, vô. Có chút xíu mà đưa cái mỏ vô là sụm vậy nè. Ai chưa nói. Con kia lấy tay vô mặt nó chạy. Bừng khác vậy là nhá. Giống cũ. Thực sự ăn. Rồi ra chơi nè, ra chơi với anh gấu kìa. Ra đây. Ừ. Ra. Ra chơi kìa. Bà này bà nhỏ bà cũng không giữ á. Tán đi, tán đi. Luôn ơi, chút. Để nó không ăn nữa. Để nó ăn lấy kêu quen mà. Nó đang ăn cơm. Vậy? Ăn cơm xong chạy kéo mang đen, đen thui các bạn. Giờ là lý tưởng nó ra bằng cỏ, nhổ cỏ ngoài vườn nè. Bây giờ mình sẽ đi nhổ cỏ. Cỏ hâm gầy quá trời. Cảm ơn các bạn đã xem video cho mình rồi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video gần nhất. Xin chào các bạn.